Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một trải nghiệm có phần nổi da gà của mình trong việc đi bấm khuyên ha. Không phải bấm một lần là xong đâu mọi người. Từ từ, đừng có nôn, ngồi xuống từ từ mình kể cho nghe cái trải nghiệm này. Chuyện là có một vài lý do khiến mình muốn đi bấm khuyên. Thì nếu mà mọi người muốn biết thêm á, thì mọi người có thể xem ở chiếc clip này ha. Trong đầu mình luôn có một cái thắc mắc á, đó là bấm và xỏ nó sẽ khác nhau như thế nào? Cái nào nó sẽ đau hơn và cái nào nó sẽ dễ vệ sinh hơn. Mình cũng đã từng hỏi nhiều người thực hiện cả hai hình thức này luôn, nhưng mà cũng đều chỉ nhận được những cái câu trả lời rất là chung chung thôi. Ban đầu á, mình cứ tưởng á, đó là khi mà mình bấm khuyên như vậy á, thì mình sẽ đeo được ít kiểu hơn và cũng không có được thẩm mỹ như xỏ. Nhưng không nha, có một câu trả lời mà khiến mình cảm thấy có sức thuyết phục nhất á, đó là bấm và xỏ nó cũng không quá là khác biệt đâu. Chỉ là có những bộ phận trên cơ thể á, nếu mà muốn đeo khuyên thì phải xỏ chứ không bấm được. Còn về phần dái tai á, thì vừa có thể bấm vừa có thể xỏ luôn. Bấm á, thì mình thấy nhiều chỗ làm hơn. Các tiệm nail nè, tiệm vàng ngoài chợ nè, cũng có bấm luôn. Hồi bữa là mình bấm ở tiệm vàng ngoài chợ, lỗ bấm hôm đó mình bấm á, là 20 ngàn một lỗ. Người ta sẽ dùng một cái dụng cụ bấm ha, thoa dầu lên cái phần đó, rồi người ta cũng giúp xác định cái lỗ bấm trên tay của mình, rồi đưa cái cây đó vào vào cái lỗ tai á, xong bấm bụp một cái và đeo khuyên vào để mà giữ lỗ bấm cho mình. Cái quá trình nó diễn ra rất là nhanh luôn và mình cảm thấy không hề đau đớn gì hết trơn á. Nhưng mà mọi người biết làm sao không? Mình thì luôn làm theo lời người bấm. Không có tháo mình giữ khoảng bao lâu là mình tháo được? Khoảng 3 ngày. Khoảng 3 ngày. Ba ngày á là có thể tháo khuyên ra. Mình thì cũng đâu có biết gì đâu, cô kêu 3 ngày thì 3 ngày, và bạn mình á nó cũng góp ý á, là nên tháo khuyên sớm, tại vì người bấm á, bấm cho mình cái khuyên đó là cái khuyên đinh, thì bạn đó nói là nên tháo khuyên sớm đổi thành cái khuyên vòng để mà dễ vệ sinh hơn. Cái là vào ngày thứ ba, hôm đó cũng là cái ngày mình phải tẩy tế bào chết cho da đầu á, nên là mình cũng nghĩ là sẵn tiện thì tháo luôn cái khuyên ra để mà dễ mà vệ sinh cái vùng tai luôn. Thì chắc là do cơ địa của mỗi người rồi, mình thấy cái khúc đó mình tháo ra là hơi bị sớm á, và mình đợi một lát lâu sau thì mình mới đeo lại. Không phải là mình không muốn đeo liền nha, nhưng mà kiểu là lúc đó cũng sát giờ làm rồi, phải tranh thủ đi nữa, và mình cũng đã từng nhích thời gian ra mình đeo thử lại thì mình cảm thấy là nó khá là đau và khó mà đeo vào ấy, nên là chắc đem cái khuyên đó vào chỗ làm để có gì nhờ thằng bạn mình giúp mình một tay trong cái vấn đề đeo lại khuyên. Thì vấn đề nó nằm ở đây nè, do cái lỗ bấm của mình á, mình nghĩ là chưa đủ thời gian để có nó có thể định hình lại á. Khúc đó sờ vào nó vẫn còn khá là nhức á, mà mình đã vội tháo ra rồi thì sẽ mang lại rất là nhiều khó khăn và đau đớn nữa trong quá trình mà mình đeo lại. Giống như hiện tại nè, sau 1 tháng rồi á, thì việc mình có thể dễ dàng mà tháo ra cũng như gắn cái khuyên vào do cái lỗ bấm của mình á, nó đã được định hình rồi. Còn lúc đó thì chưa, do người ta dùng một cái công cụ á, người ta bấm á, là bấm ở mặt trước của phần dái tai nè, nên thường á, mặt trước nó sẽ cái lỗ nó sẽ sâu hơn, còn ngoài sau á thì nó sẽ không được sâu và thường bị bít. Hôm đó là mình đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn mình, một người mà có kinh nghiệm đeo khuyên rồi á, giúp mình, chứ hầu như lúc đó là mình không biết như thế nào nữa. Chứ phần ngoài sau á, mình sờ vào là hầu như đã bị bít rồi và không còn thấy cái lỗ để mà có thể mà đưa cái khuyên ra được nữa. Mà mắc cười một điều mọi người biết làm sao không? Hôm đó là mình và bạn mình hai đứa là ngồi trong tư thế trực điện thoại của tổng đài, một bên á là vừa lấy cái khuyên ra để mà nhét vô tai mình nè, hòng tạo lại được cái lỗ á. Lúc đó hả, cảm giác rất là hồi hộp, sợ cục sẽ đổ vào hai đứa nha. Mọi người tưởng tượng đi, như lấy một cái cây kim ra đâm vào lỗ tai đúng nghĩa luôn vậy. Ở lúc đó mà đâu phải làm một lần là xong, mình và bạn mình đã phải rất là nỗ lực đưa cái khuyên đó dây 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 vào tai mình,
để từ cái khuyên đó nó có thể cộm và đi ra được mặt sau của phần giái tai á, thì lúc đó mới là đang đi đúng hướng. Nó vô sâu nhiều lắm rồi, chị ghé đẩy nó thì sẽ thấy được cái đuôi nhọn của nó lòi ra là mình an tâm rồi, đẩy qua. Cái quá trình đó nó cỡ 1.5 tiếng đó mọi người tin không? Những cái cuộc gọi mà đổ vào lúc đó, khách hàng chắc là hoang mang lắm, không biết tổng đài viên ở bển đang làm gì ha. Kiểu: xin chào, em là Vĩnh Kỳ, rất vui được hỗ trợ anh chị à. Rồi vậy là vui chưa? Tông giọng đó là vui chưa? Dạ rồi. Tivi nhà mình đang bị lỗi à. Rút dây nguồn tháo thiết bị ngoài vi ra giúp em. Kiểu cái tông giọng nó hạ xuống một tông liền luôn. Nghe như mấy cái phim drama hình sự vậy đó. Đúng tội cho khách hàng luôn á khúc đó. Mà tội cho mình nữa. Được cái nha, bấm thì nó không hề đau đâu. Cá nhân mình thấy nó không hề đau. Nhưng cái vụ mà xỏ lại ở công ty á thì nó đau tới mà muốn chảy nước mắt nước mũi luôn á. Mà hên trộm ví thịt mình nó không đọc. Rí cái công ty hôm đó như một cái phòng xỏ chính hiệu luôn vậy mọi người. Mọi người cứ kiểu ngó đầu lên 10 phút là hỏi: Ký, em vào được chưa? Chưa qua nữa hả em? Khúc mà mình đã thành công đeo được hai bên á thì mình mới cảm thấy là: ủa, sao phòng hôm nay có máy lạnh hả ta? Tại vì á là cái quá trình đó là bị hành toát mồ hôi hột luôn. Bạn mình đeo khuyên giúp mình á mà còn nói á là cái hút đó là thấy rõ từng mảnh da gà da dịch mình nổi lên luôn mà. Bởi vậy á, mình cực kỳ nể các bạn nữ trong khoảng làm đẹp luôn. Trình chịu đau của các bạn á đúng là không thể coi thường được mà. Nên là sau cái vụ này á là mình đeo tới cỡ thêm hơn 3 tuần nữa mình mới tháo khuyên và thay một cái khuyên khác. Mà ở lần thay khuyên sau á thì mình cảm thấy nó dễ tháo ra và đeo vào hơn nhiều rồi. Nên là nhìn vào mình mà mọi người có thể rút ra được một bài học. Vụ này thì mình có rất là ít kinh nghiệm thôi. Mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người những chuyện mà mình đã trải qua. Mình còn thấy trên mạng á là người ta còn kêu là bấm xong rồi á thì nên để cỡ 6 đến 8 tuần mới tháo và thay khuyên. Trước đó thì cứ vệ sinh bông gòn nè, nước muối chấm chấm vào cái khu mà bấm thôi. Ok, đó là một cái trải nghiệm nổi da gà của mình về lần đầu mình bấm khuyên ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe hết chiếc vlog này. Lịch ra video của mình là mỗi tuần sẽ có một video mới ha. Cảm ơn mọi người vì đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.